Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, các lực lượng chức năng của tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An đã tìm thêm được 5 thi thể trong vụ lũ quét ở vùng giáp danh hai địa phương này. Như vậy là tính đến thời điểm này, mưa lũ sau bão số 4 đã làm 14 người chết, 3 người mất tích. Mưa lũ đã dứt, song những thiệt hại gây ra là quá lớn, khiến cho việc khắc phục gặp rất nhiều khó khăn, nhất là tại những khu vực bị chia cắt. Phản ánh tại tỉnh Hà Tĩnh. Đây là hình ảnh cầu Khe Cò ở xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn trước khi xảy ra mưa lũ. Dù cong vênh siêu vẹo nhưng vẫn có thể cõng trên mình người và phương tiện. Còn đây là cầu Khe Cò sau những ngày mưa lũ vừa qua. Toàn bộ cây cầu đã bị cuốn trôi cách vị trí cũ chừng 10 mét. Đời sống sinh hoạt sản xuất của người dân hoàn toàn bị đảo lộn. Đi lại rất khó khăn mà rành ngay rành bổ tai nạn thuộc. Rành bổ nên đeo học rồi đeo họ cả đem học đi là bổ. Khi đi bổ cả mẹ, khi con đi bổ là mẹ đi bổ cả chết cả ngay lồn xuống đấy khé. Bọn chị là cùng yêu cầu coi như là nhà nước coi như là giúp đỡ là cho các cháu để đi học khỏe các cháu thật học. Đó, con chị là chị phải yêu cầu mà riêng cái cầu này là nói thật với các chủ chứ cũng chết nhiều màng rồi nữa mà kêu gọi nhà nước biết bao nhiêu lần rồi đây là nước nó rút rồi con như mày hôm trước nước rút nếu như mà các chị có bệnh hoàn chí thì khả năng lại chấp nhận chết ở nhà chứ không thể đi được. Sau những ngày bị chia cắt, giờ đây người dân thôn 1, thôn 2 xã Sơn Hồng đã lại phải bắt đầu các hoạt động thường nhật. Không có cầu thì phải bắc cầu tạm. Chỉ có điều mọi hoạt động đi lại, thậm chí là cả sinh mạng đang phải đánh đu trên những tấm ván mỏng manh, có thể sụt lún bất cứ lúc nào tùy theo biến động của dòng chảy. Hẳn nhiều người vẫn chưa thể quên vụ cầu xô nghiêng năm 2013 làm 3 người chết. Cầu Khe Cò tại Sơn Hồng này thì đã ảnh hưởng ở trận lũ quét 2013, đã có hư hỏng nặng. Và hiện nay đã có dự án của tỉnh phê duyệt, nhưng mà nguồn vốn hết sức khó khăn. Địa phương cũng đã nhiều lần kiến nghị với tỉnh cũng như đối với cái Sở Thông Vận tải để sử dụng nguồn vốn duy tu bảo dưỡng khắc phục đảm bảo việc đi lại cho bà con địa phương nhưng hiện nay vẫn chưa được phê duyệt. Những khúc mắc từ quá trình phân khai nguồn vốn đang kéo dài thêm nỗi thấp thỏm của hơn 300 hộ dân xã Sơn Hồng. Giờ đây ngay đến cây cầu cong vênh như trước cũng không còn và cách duy nhất để người dân giao thương, học sinh đến trường là lội suối hoặc đi tạm trên những tấm ván chông chênh bất chấp mối hiểm nguy rình rập.